Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay mưa đã giảm nhanh trên khu vực Bắc Bộ và trời có nắng nhiều hơn cùng nền nhiệt độ tăng dần. Trong đêm nay, mưa chỉ còn lác đác xuất hiện ở một vài nơi với lượng ít và kết thúc nhanh chóng. Sang ngày mới, hầu hết các nơi ở cả phía Đông cũng như là phía Tây của khu vực Bắc Bộ thì trời đều có nắng và nhiệt độ tăng lên cao. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều sẽ dao động trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Riêng một số nơi thuộc khu Tây Bắc và cả Hòa Bình, Hà Giang, Cao Bằng, nhiệt độ có thể tăng cao trên 35 độ, trời nắng nhiều và khá nóng. Tuy nhiên, đến khoảng chiều tối và đêm mai, sang hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 5, thời tiết tại Bắc Bộ sẽ lại có sự biến đổi với sự xuất hiện trở lại của những cơn mưa rông ở các tỉnh vùng núi phía Bắc. Sau đó, vùng mưa lan sang các nơi khác thuộc Bắc Bộ, nền nhiệt cũng sẽ giảm xuống khoảng 2 đến 3 độ, lần lượt là 29 đến 31 độ trong ngày mùng 8 tháng 5 và 25 đến 30 độ vào ngày mùng 9 tháng 5. Mặc dù tiết trời chuyển mát mẻ hơn, nhưng điều đáng lưu tâm với người dân Bắc Bộ, đặc biệt là bà con khu vực miền núi, cần phải chú ý đề phòng bởi các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố, lốc, mưa đá và gió giật có khả năng xảy ra trong mưa rông. Tại các tỉnh thành miền Trung trong 2 ngày tới, tiết trời tiếp tục nắng nhiều và tiếp tục sẽ có xu hướng tăng nhiệt độ với mức nhiệt cao nhất ngày phổ biến từ 33 đến 35 độ tại phía Bắc và 31 cho đến 34 độ ở phía Nam đèo Hải Vân. Riêng một số nơi ở vùng núi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi, nhiệt độ sẽ ở ngưỡng nắng nóng từ 35 đến 37 độ. Trời nắng nóng nên nhiệt độ cao, độ ẩm không khí tại đây cũng giảm thấp nên nguy cơ xảy ra hỏa hoạn là rất cao. Bà con cần phải đề phòng khi đốt nương, rẫy để tránh xảy ra cháy rừng hết sức nguy hiểm. Sang đến ngày 9 tháng 5, ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, khả năng cũng sẽ có mưa rào và dông rải rác, nên nhiệt độ trên toàn khu vực sẽ giảm xuống, cao nhất ngày chỉ từ 29 cho đến 31 độ, nắng nóng sẽ chấm dứt ở các tỉnh vùng núi phía Tây của khu vực. Đời gió Tây Nam đang có dấu hiệu hoạt động nhiều hơn trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Tuy nhiên, thì cường độ chưa mạnh nên trong 3 ngày tới, toàn khu vực trời vẫn sẽ có nắng và nhiệt độ cao nhất ngày ở khu vực Tây Nguyên khoảng từ 29 cho đến 31 độ và tại miền Đông Nam Bộ là từ 30 đến 33 độ. Và miền Đông Nam Bộ sẽ có nơi trên 34 độ. Đến chiều tối mới xuất hiện mưa rông rải rác. Tuy mưa không đều và ít có khả năng xảy ra mưa lớn, nhưng có thể xảy ra dông sét và gió giật, nên người dân cũng cần phải chủ động phòng tránh. Xin được chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị, trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả hai vùng biển quần đảo là Hoàng Sa, trong đêm nay và ngày mai gió sẽ chuyển hẳn sang hướng Nam đến Tây Nam với cường độ ở mức là cấp 4, cấp 5. Từ đêm mai sang ngày 8 tháng 5 thì trời nhiều mây, có mưa rào và dông. Trong cơn dông thì kèm theo tố, lốc, gió giật, tầm nhìn xa giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải và đánh bắt xa bờ của ngư dân. Còn tại khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa sẽ có mưa rào và dông vài nơi, thịnh hành gió Tây đến Tây Nam cường độ yếu đến trung bình, tầm nhìn thông thoáng, thuận lợi cho các hoạt động của tàu thuyền. Như vậy là trong 3 ngày tới, thời tiết tại Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ có nhiều sự thay đổi, nắng mưa liên tục diễn ra, đặc biệt là tại miền Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay của chúng tôi. Và tiếp theo sẽ là phần nhiệt độ chi tiết các tỉnh thành trên cả nước trong ngày mai. Chúc quý vị sẽ có một đêm ngon giấc. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.